Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng vợ Tây diện áo dài xuống phố, thần thái cực ngầu như đi trên sàn cát quốc. Nhân dịp cuối năm, thủ môn Bùi Tiến Dũng được bà xã và con trai từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm và cùng nhau chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp gõ cửa. Cả gia đình sau đó đã chụp bộ ảnh áo dài mừng xuân với concept được cuốn. Ngoài hình ảnh trong studio, Tiến Dũng còn cùng vợ con diện áo dài xuống phố và nhận về nhiều sự chú ý. Trong ảnh hậu trường, Tiến Dũng và vợ đeo kính đen rảo bước bên nhau với phong cách cực ngầu trên phố, là một người mẫu chuyên nghiệp. Nàng ngoại quốc dễ dàng thể hiện thần thái cực cuốn trong tà áo dài đỏ truyền thống của Việt Nam. Gợi nhớ đến những hình ảnh khi cô rảo những bước dài trên sàn catwalk. Bùi Tiến Dũng cũng đã từng làm người mẫu cho một vài show diễn thời trang và mẫu ảnh cho nhiều quảng cáo, nên khi đi bên cạnh vợ mẫu Tây, chàng thủ môn cũng không hề kém cạnh. Đôi trai tài gái sắc tự tin sánh bước bên nhau khiến người ta phải ngước nhìn. Dù vậy, chiếm spotlight trong khung hình cực ngầu của Tiến Dũng và vợ mẫu Tây lại là cậu quý tử đầu lòng Bùi Tiến Lan. Cậu bé cũng được trưng diện áo dài, ngồi xe đẩy, được bố mẹ đưa đi dạo phố. Khi bố mẹ đang tạo dáng, nhóc tí lại chỉ nhóc dài, với ngoại hình dễ thương, xinh trai cùng biểu cảm đáng yêu. Bé Đan nhà Bùi Tiến Dũng nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng.